Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình tin tức. Sau đây là phần điểm tin Hoa Kỳ. Nữ diễn viên Smallville bị bắt vì buôn bán tình dục. Trong loạt phim truyền hình Mỹ Smallville, Allison Mack đóng vai người bạn thân nhất của Superman. Nhưng trong cuộc sống thực, nữ diễn viên 35 tuổi bị nghi ngờ bởi chính quyền Hoa Kỳ là cánh tay phải của một guru bất hảo và đã bị bắt giam tại Hoa Kỳ vào cuối tuần qua. Cô bị buộc tội tuyển dụng nô lệ tình dục cho Kit Rania, là giáo chủ của một tà phái được thành lập tại bang New York vào năm 2003, chuyên dụ dỗ mỹ nhân làm chuyện phi pháp. Hắn đe dọa sẽ phát tán hình ảnh nếu nạn nhân bỏ trốn, nhưng vẫn có người thoát được và tường thuật sự thật cho người khác biết, thưa quý vị. Hoa Kỳ khuyến cáo người dân hãy cẩn trọng với vi khuẩn E. coli trong rau diếp. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ, gọi tắt là CDC, đã khuyến cáo người dân và các nhà hàng không sử dụng rau diếp trong chế biến món ăn, đặc biệt là món salad. Khuyến cáo được đưa ra vào ngày 20 tháng 4 sau khi cơ quan này nhận được báo cáo về việc dịch bệnh do vi khuẩn đường ruột E. coli liên quan đến rau diếp bùng phát tại 16 bang của Hoa Kỳ, khiến cho 53 người mắc bệnh. CDC đã nêu đích danh các loại rau diếp được trồng ở bên, trong và xung quanh thành phố Yuma của bang Arizona. Theo cơ quan này, người dân không nên mua hoặc là ăn các loại rau diếp, trừ phi biết chắc chắn xuất xứ của nó. Khuyến cáo nhấn mạnh, hãy loại bỏ ngay rau diếp nếu bạn nghi ngờ về nguồn gốc của nó. Theo CDC, hiện chưa có báo cáo về các trường hợp tử vong do nhiễm vi khuẩn E. coli, nhưng trong 53 người bị nhiễm đã có 31 người phải nhập viện và 5 người bị suy thận, thưa quý vị. Nhiều người đã bị thiệt mạng trong vụ xả súng tại bang Tennessee, Hoa Kỳ. Theo ABC News đưa tin sáng sớm 22 tháng 4, theo giờ địa phương, một vụ nổ súng đã xảy ra tại nhà hàng Waffle House gần thành phố Nashville thuộc bang Tennessee, Hoa Kỳ, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Cảnh sát thành phố Nashville xác nhận là 3 người đã bị bắn chết trong vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút vào ngày 22 tháng 4 tại Antioch, Tennessee. Cảnh sát cho biết có 4 người cũng bị thương trong vụ nổ súng này. Hiện lực lượng cảnh sát đang truy tìm một nghi can mặc một áo khoác màu xanh vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Cảnh sát cho hay là một khách hàng quen, dũng cảm của nhà hàng trên đã cướp được khẩu súng mà đối tượng này sử dụng, thưa quý vị. Trung Quốc hoan nghênh quan chức Hoa Kỳ tới xử lý tranh cãi thương mại. Share Online của Trung Quốc hôm 22 tháng 4 cho biết nước này hoan nghênh kế hoạch thăm Bắc Kinh của các quan chức hàng đầu Hoa Kỳ nhằm thảo luận các vấn đề thương mại và kinh tế, nhất là căng thẳng hiện thời liên quan đến việc áp thuế giữa hai nước. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steven Mnuchin hôm 21 tháng 4 nói rằng ông tiếp tục có các cuộc thảo luận với người đồng cấp Trung Quốc để tìm cách xử lý các khác biệt về thương mại và nói rằng ông có thể tới Trung Quốc. Tôi sẽ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về thời gian hay về các cách xác nhận khác, nhưng một chuyến đi đang được cân nhắc. Ông Mnuchin nói, Hoa Kỳ đe dọa sẽ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu trị giá 150 tỷ đô la từ Trung Quốc để buộc Bắc Kinh thay đổi các chính sách về công nghiệp mà Washington nói rằng nhằm chiếm quyền sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Trung Quốc cũng dọa sẽ đáp trả nếu Washington thực thi việc áp thuế đó, thưa quý vị. Cố vấn ông Trump bác tin sa thải Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Và theo AP đưa tin vào ngày 22 tháng 4, Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không có ý định sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller và Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Giám đốc các vấn đề lập pháp của Tòa Bạch Ốc, ông Mark Short nói rằng không có lý do gì để ông tin rằng công tố viên đặc biệt Mueller và Thứ trưởng Tư pháp Rosenstein bị sa thải, mặc dù Tổng thống Trump ngày càng bất bình trước cuộc điều tra của ông Mueller về mối quan hệ trong chiến dịch tranh cử của ông Trump với Nga. Ngoài ra, ông Short cũng cho biết ông không thể loại trừ khả năng này về lâu dài vì không rõ cuộc điều tra này có thể xoay chuyển tới đâu. Trước đó, thì hãng tin CNN vào ngày 11 tháng 4 dẫn nguồn thạo tin cho biết Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang cân nhắc việc cách chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp Rod Rosenstein là một động thái cho thấy ông chủ Tòa Bạch Ốc ngày càng khó chịu sau khi văn phòng luật sư riêng của ông bị Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI lục soát hôm 9 tháng 4. Việc sa thải ông Rosenstein có thể giúp Tổng thống Trump áp đặt giới hạn đối với ông Robert Mueller. Ông Rosenstein, nhân vật số 2 của Bộ Tư pháp, chính là người bổ nhiệm ông Mueller làm điều tra viên đặc biệt. Sau khi ông Sessions xin rút khỏi cuộc điều tra này vì không báo cáo việc ông có gặp đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Đảng Dân Chủ kiện Nga, ban vận động tranh cử của ông Trump.
WikiLeaks vào ngày 20 tháng 4, đảng Dân Chủ đã đệ đơn kiện Nga, ban vận động tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và mạng WikiLeaks, cáo buộc họ thực hiện một âm mưu rộng lớn nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử của Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Đơn kiện cáo buộc ban vận động tranh cử của ứng cử viên Cộng hòa đã hăm hở quan nghênh sự giúp đỡ của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016, cáo buộc họ là một tập đoàn kiếm tiền gian trá, làm việc song song với Moscow. Các bị cáo trong vụ kiện có 3 người đã bị truy tố do kết quả cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller về nghi án can thiệp của Nga, gồm cục quản lý chiến dịch tranh cử Paul Manafort và cộng sự Rick Gates, cựu phụ tá chiến dịch tranh cử George Papadopoulos. Những người bị nêu tên còn có con trai ông Trump và Donald Trump Jr., cộng sự của ông Trump là Robert Stone và con rể của ông Trump Jared Kushner. Ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump mới được lập ra trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020, gọi vụ kiện của phe Dân Chủ là vớ vẩn và mô tả nó là một nỗ lực nhằm gây quỹ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần điểm tin Hoa Kỳ. Chúng tôi xin tạm ngưng chương trình tin tức trong giây lát và sẽ trở lại sau phần quảng cáo thương mại. Thưa quý vị.